Chào tất cả em đến với chương trình dạy học online của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, môn Công nghệ 11. Thì tiết trước chúng ta tìm hiểu tiết thứ nhất của chủ đề bản vẽ xây dựng. Thì trước khi tìm hiểu phần tiếp theo chủ đề này thì thầy có những câu hỏi kiểm tra bài cũ. Câu hỏi thứ nhất: bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ. Phương A: hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng. Phương B: hình chiếu đứng của các công trình trên khu đất xây dựng. Phương C: hình chiếu cạnh của các công trình trên khu đất xây dựng. Và phương D: hình chiếu trục đo của công trình trên khu đất xây dựng. Đáp án câu hỏi này là đáp án A. Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng. Đây là bản vẽ mặt bằng tổng thể của một trường học. Câu hỏi số 2: trên bản vẽ mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ hướng. Phương A: đông. Phương B: nam. Phương C: tây. Và phương D: bắc. Đáp án câu hỏi này đáp án D. Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể thì để định hướng cho các công trình, người ta thường vẽ mũi tên chỉ hướng bắc. Câu hỏi số 3: các hình biểu diễn chính của ngôi nhà gồm mấy loại? Phương A: 3. Phương B: 4. Phương C: 5. Và phương D: 6. Đáp án câu hỏi này đó là đáp án A. Các hình biểu diễn chính của nhà gồm 3 loại, đó là mặt bằng, mặt đứng và hình cắt. Đây là các hình biểu diễn chính của ngôi nhà. Đây là mặt bằng. Đây là mặt đứng. Và đây là hình cắt. Câu hỏi số 4: hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là gì? Phương A: mặt đứng. Phương B: mặt bằng tổng thể. Phương C: mặt bằng. Và phương D: hình cắt. Để đáp án câu hỏi này đáp án C. Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà đó là mặt bằng. Câu hỏi số 5: mặt bằng thể hiện. Phương A: hình dáng, sự cân đối và vẻ đẹp bên ngoài của ngôi nhà. Phương B: vị trí, kích thước của tường, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, bố trí các phòng, đồ đạc, v.v. Phương C: kết cấu của các bộ phận ngôi nhà, kích thước theo các tầng, theo chiều cao, cửa đi, cửa sổ, v.v. Và phương án D: thể hiện vị trí các công trình về hệ thống đường xá, cây xanh, v.v. Đáp án câu hỏi này là đáp án B. Mặt bằng là thể hiện vị trí, kích thước của tường, vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, rồi là bố trí các phòng, đồ đạc, v.v. Đây là bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà. Đây là mặt bằng tầng 1 và đây là mặt bằng tầng 2. Nếu như ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có từng bản vẽ mặt bằng riêng của từng tầng. Như vậy, tiết trước thầy đã giới thiệu cho các em lý thuyết về chủ đề bản vẽ xây dựng. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết thứ hai của chủ đề này, đó là thực hành bản vẽ xây dựng. Mục tiêu của bài học hôm nay đó là các em đọc được bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà. Đồng thời, các em sẽ tính được diện tích sử dụng của các phòng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài. Bài lớn: đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. Thì thầy có bản vẽ mặt bằng ngôi nhà, các em chú ý quan sát. Rồi bản vẽ này thì các kích thước có liên quan, đó là tường bao dày 0,22 m,
tường ngăn các phòng dày 0,11 m, cửa sổ phòng sinh hoạt chung rộng 2,2 m, các cửa sổ khác rộng 1,4 m và cửa đi rộng 0,8 m. Yêu cầu của bài đó là chúng ta sẽ tính toán và ghi kích thước còn thiếu trên bản vẽ. Sau đó phải em sẽ tính diện tích các phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. Để giúp các em dễ dàng đọc được bảng bài ở nhà thì thầy sẽ giới thiệu cho các em một số ký hiệu quy ước thường dùng trong bảng vẽ nhà. Ký hiệu ở đây đó là cửa đi đơn một cạnh. Ký hiệu này đó là cửa đi đơn hai cạnh. Còn ký hiệu này đó là cửa nâng hay là cửa cuốn. Ký hiệu ở đây đó là cửa lùa đơn hai cạnh. Ký hiệu này đó là cửa kẹp hai cạnh. Ký hiệu ở đây đó là cửa sổ kẹp cố định. Ký hiệu ở đây là cầu thang trên mặt cắt. Và ký hiệu ở đây đó là cầu thang trên mặt bằng. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là tính toán và cái kích thước còn thiếu trên bảng vẽ. Quay trở lại với bảng vẽ mặt bằng tầng 2 của ngôi nhà. Thì các kích thước có liên quan ở bảng vẽ này đó là tường bao dày 0,22 m, tường ngăn dày 0,11 m, cửa sổ phòng sinh hoạt chung là rộng 2,2 m, các cửa sổ khác rộng 1,4 m, cửa đi rộng 0,8 m. Thì dựa vào những thông tin đã có và các cái kích thước đã có trên bảng vẽ, người ta yêu cầu là em sẽ điền các kích thước còn thiếu lên trên bảng vẽ này. Thì trước khi điền các kích thước còn thiếu lên trên bảng vẽ thì thầy có câu hỏi dành cho các em, đó là tầng 2 của ngôi nhà có bao nhiêu cửa sổ và có bao nhiêu cửa đi đơn một cạnh. Thì nhìn vào bảng vẽ này, chúng ta thấy tầng 2 của ngôi nhà này nó có 4 cửa sổ và có 4 cửa đi đơn một cạnh. Đây là cửa sổ 1, 2, 3 và 4, và có 4 cửa đi đơn một cạnh 1, 2, 3 và 4. Bây giờ chúng ta sẽ ghi các kích thước còn thiếu lên trên bảng vẽ. Đề bài cho là cửa sổ phòng sinh hoạt chung là rộng 2,2 m, cho nên chúng ta sẽ điền ở đây đó là 2,2 mm. Các cửa sổ khác rộng 1,4 m, ở đây có 3 cửa sổ 1, 2 và 3, thì 3 cửa sổ này kích thước là 1,4 m, cho nên chúng ta sẽ điền lên đây đó là 1,4. Kích thước này của phòng ngủ 1 đó là 4,000. Phần này là 1,003. Phần này là 1,004. Thì phần còn lại chúng ta sẽ lấy 4,000 trừ đi 1,003 và trừ tiếp 1,004 và chúng ta sẽ được 1,003. Tiếp theo, kích thước này của phòng ngủ 2 là 4,002. Phần này 1,004. Cửa sổ 1,004. Cho nên phần còn lại chúng ta lấy 4,002 trừ đi 1,4 và trừ tiếp 1,4, còn lại 1,4. Tiếp theo, kích thước đoạn này chúng ta nhìn xuống đây đó là 3,000. Phần này là 800. Phần cửa sổ 1,4. Cho nên phần còn lại chúng ta lấy 3,000 trừ đi 1,4 và trừ 800, là còn lại 800. Kích thước này của phòng sinh hoạt chung là 5,002. Phần này là 1,500. Phần cửa sổ là 2,002. Cho nên phần còn lại chúng ta lấy 5,002 trừ đi 2,002 và trừ đi 1,500, nó còn lại 1,500. Tương tự, kích thước này của ngôi nhà chúng ta nhìn ở bên này
đó là 10.000. Phần này là 3.800, phần này là 22, cho nên kích thước còn lại đây chúng ta sẽ lấy 10.000 trừ đi 3.800 và trừ đi 22, chúng ta sẽ được 4.000. Như vậy chúng ta đã điền đầy đủ các kích thước còn thiếu lên trên bảng vẽ. Chúng ta đi sang phần 2, tính diện tích các phòng. Đó là phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, phòng sinh hoạt chung. Thì ở đây có một lưu ý dành cho các em. Kích thước ở trên bảng vẽ là người ta đang đo ở vị trí chính giữa của bức tường. Mà khi tính diện tích phòng thì chúng ta tính từ bên trong. Cho nên khi chúng ta tính thì kích thước, ví dụ ở đây chiều rộng của nó thì chúng ta sẽ trừ đi hai nửa kích thước của bức tường ở hai đầu. Còn nếu như giả sử bài toán người ta yêu cầu mình tính diện tích của ngôi nhà chẳng hạn, thì kích thước của ngôi nhà thì người ta sẽ tính từ mặt ngoài, cho nên khi chúng ta tính toán thì chúng ta lại cộng hai nửa của bức tường ở hai đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính diện tích của phòng ngủ 1. Thì giả sử đây là chiều dài của phòng ngủ 1 và đây là chiều rộng của nó. Thì diện tích của phòng ngủ 1 sẽ bằng dài nhân rộng. Chúng ta thấy kích thước ở trên bảng vẽ, chiều dài của phòng ngủ 1 ở đây đó là 4 m. Thì khi tính diện tích phòng ngủ 1 thì chúng ta sẽ trừ đi 2 m của hai nửa bức tường hai đầu. Tường bên này đó là tường bao, còn tường phía này đó là tường ngăn. Cho nên chiều dài của phòng ngủ 1 bây giờ nó sẽ bằng 4 m trừ đi 0,22 m chia 2 và trừ tiếp đi một nửa của tường ngăn, đó là 0,11 m chia 2. Sau đó nhân với chiều rộng của nó. Chiều rộng của nó thì chúng ta lấy kích thước ở đây 4 m trừ đi một nửa tường bao này và một nửa tường bao này, nghĩa là lấy 4 mà trừ đi 0,22 chia 2 và trừ tiếp đi 0,22 chia 2, và nhân lại chúng ta được kết quả đó là 14,4963 mét mét vuông. Về diện tích phòng ngủ 2, chiều dài của nó chúng ta lấy 4.200, chúng ta trừ đi một nửa tường bao, một nửa tường ngăn, sau đó nhân về chiều rộng của nó, chúng ta lấy 4.000 trừ đi hai nửa tường bao. Để kết quả diện tích phòng ngủ 2 đó là 15,2523 mét vuông. Tương tự đó là diện tích phòng sinh hoạt chung. Thì chiều dài của phòng sinh hoạt chung này chúng ta sẽ lấy 5.200 trừ đi hai nửa tường bao hai đầu và nhân với chiều rộng của nó là 3.800, cũng trừ đi hai nửa tường bao hai đầu. Chúng ta được diện tích của nó là 17,8284 mét vuông. Như vậy thì hôm nay thầy đã giới thiệu xong cho em cách đọc bảng vẽ mặt bằng của nhà, rồi là cách tính diện tích các phòng. Thì ở nhà các em sẽ trả lời các câu hỏi củng cố ở trang web của nhà trường. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em và gia đình sức khỏe.